câu chuyện bé Hành đi khám bệnh. Mấy hôm nay trời trở lạnh, bé Hành không chịu quàng khăn và mặc ấm nên bị ho. Bé Hành quyết định đi khám bệnh. Đến phòng khám, bé Hành gặp cả bạn ngô, bạn cà chua và bạn cà rốt cũng bị ho như bé. Vì bé Hành nhỏ nhất nên được bác sĩ Bí Xanh gọi vào khám trước tiên. Bác sĩ vừa đọc cuốn sổ khám bệnh vừa nói với bé Hành: "Cháu hãy cởi bớt áo ra để bác sĩ khám bệnh nào." Bé Hành ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ. Và khi bác sĩ Bí Xanh quay ra nhìn bé Hành thì: "Ôi ôi, mắt tôi làm sao thế này?" Bác sĩ kêu lên. Bé Hành lần lượt cởi một chiếc áo, hai chiếc áo, rồi bước lại gần bác sĩ. Lúc này bác sĩ Bí Xanh phải dụi mắt liên tục và chỉ dám hé mắt nhìn bé Hành. Nghĩ bác sĩ bị ốm, bé Hành vội rót một cốc nước mời bác sĩ uống. Nhưng bé Hành càng tiến lại gần thì nước mắt bác sĩ càng trào ra nhiều hơn. Bác sĩ lấy hai tay bịt chặt mắt lại. Bé Hành vẫn ngơ ngác nhìn bác sĩ. Bác sĩ Bí Xanh xua tay nói: "Cháu ơi, cháu hãy đứng xa bác ra một chút nhé." Bé Hành đứng lùi ra gần cửa. Một lát sau, bác sĩ Bí Xanh mới dám hé mắt nhìn bé Hành. Và thế là bác sĩ đành phải khám bệnh cho bé Hành từ xa. Các bé có biết vì sao bác sĩ không dám đứng gần bé Hành không?